Em sẽ chính thức chưa trải qua mối tình nào hết. Hả? Bên đây nghe bên kia nói là chưa có người yêu là bên đây cười tươi nãy giờ. Cười tươi đúng không? Rồi. Mười người gặp thì mười người đều nói là khó tính. Nhỏ nhỏ xinh xắn, giống như là Mỹ Tâm. Mời bạn nam. Thôi đi bạn. Mời bạn nữ. Mời bạn giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Minh Hải, em 28 tuổi. Em là nhân viên kinh doanh và quê quán ở Bình Định. Bây giờ đang sống ở đâu? Dạ, em đang sống ở Gò Vấp anh. Mời bạn nữ giới thiệu. Xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và tất cả các quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Thì em là Nguyễn Thị Kim Hạ. Năm nay em 28 tuổi, em sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi. Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là liên quan đến chứng từ xuất nhập khẩu. Vậy là hai bạn bằng tuổi nhau ha, 28 tuổi. Nhưng trước khi mình nói về vấn đề tình yêu hiện tại thì chúng ta nói chút xíu về tình trường của mình đi. Em có hai mối tình anh. Dạ, mối tình thứ hai thì chia tay cách đây được 1 năm anh. Quen nhau bao năm mà chia tay 1 năm quen rồi? Quen nhau được 3 năm anh. Lý do gì mình chia tay? Hồi xưa thì em làm ở Hoa Sen á, thì em làm ở tỉnh không, chị nói ở tỉnh thì sao mà cách lòng á, với 1 tháng mới về 1 lần à, nên cảm thấy nó xa, xong rồi hai người nó xa luôn đúng không? Dạ xa luôn. Bạn nữ thì sao? Em thì chính thức chưa trải qua mối tình nào hết. Hả? Và thì vẫn có chút sơ sơ thôi, chứ còn nếu mà thực tế chính thức thì chưa có mối tình nào hết. Ồ, em có thấy hiểu nguyên nhân tại sao không? Chắc là tại em khó tính quá. Bây giờ em đã muốn lập gia đình chưa? Cuộc hợp thì tiến tới thôi. Ừ, nếu như vậy thì mình phải bớt khó tính một chút xíu. Bây giờ bên đây nghe bên kia nói là chưa có người yêu là bên đây cười tươi nãy giờ. Cười tươi đúng không? Rồi, những ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Em tự nhận thấy cái ưu điểm lớn nhất của mình á là về nữ công gia chánh, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, tất cả mọi thứ. Bản thân em thì sống rất là chân thành, không có kiểu mà dối trá hay là cái kiểu sống nịnh nọt, không có kiểu ép buộc bản thân là không thích nhưng mà có mặt cười hay là như thế nào đó. Đã làm không được đúng không? Dạ đúng rồi. Thẳng thắn có sao là tính nói vậy. Khuyết điểm của mình là gì? Mười người gặp thì mười người đều nói là khó tính. Thì em khó rồi. Là em khó cỡ nào? Trong công việc thì làm thì phải bắt buộc là phải hoàn hảo, hoặc là trong cuộc sống bạn nhìn chỗ ở hay là chỗ làm việc của mình thì phải ngăn nắp gọn gàng, hay là em thấy ai bừa bộn em cứ nói thôi. Nhưng mà thật ra trong cuộc sống đôi lúc đâu phải cái gì nó cũng phải chỉnh chu đâu em, nó không có cái gì là tuyệt đối, nó chỉ là cái mức tương đối thôi. Dễ dễ tính chút xíu đi nha, chứ thôi là giống chị luôn, ráng chịu à, chị cũng khó tính lắm. Bạn nam nãy giờ mình cứ nghe bạn nữ là khó tính không à, thì em có cảm nhận gì không? Sao nãy giờ cảm nhận sao mà cười hoài vậy? Thấy bạn nữ khó tính quá thì chắc thì cũng hơi sợ sao? Nếu mà ví dụ như mai mốt có gì có thể là giảm bớt cái khó tính chút xíu cũng được. Nãy giờ bạn kia nói là cái ưu điểm khuyết điểm rồi, còn bạn thì ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, cũng biết nấu ăn. Có khuyết điểm gì không? Hơi nhút nhát trong tình yêu và cũng hơi nóng tính chút xíu. Nhút nhát mà nóng tính nữa. Thôi bây giờ hôm nay mình muốn tìm người bạn gái thế nào? Nhưng như tóc dài. Có dài. Chân dài không? Chân dài cũng được anh, mà khoảng ví dụ như khoảng 1m5 trở lên là được rồi anh. Chân vui. Dài người ta 1m7 trở lên, chân dài gì mà 1m5. Cái đó là chân mém dài. Nhỏ nhỏ xinh xắn. Có mẫu người lý tưởng không? Giống như là Mỹ Tâm không? Thôi được rồi, để coi kia giống Mỹ Tâm luôn nha. Còn bạn em thì sao? Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Thì phải cao, khoảng từ 1m6 trở lên. Bề ngoài thì nhìn phải chỉnh chu một xíu. Nói chung là không cần ăn mặc hàng hiệu, nhưng mà phải sạch sẽ gọn gàng. Sạch sẽ gọn gàng luôn. Rồi, biết em khó tính mà. Công việc thì phải ổn định, không có liên quan đến những công việc mà đi quá nhiều. Bạn bên kia là mình ổn định không? Có hay đi công tác xa không bạn? Xưa giờ có đi công tác, giờ hết đi công tác rồi chị. Giờ nghỉ việc rồi đâu đi đâu ổn định. Rồi gì nữa không em? Tính cách thì vui vẻ hòa đồng một xíu, chững chạc, không có kiểu mà giống như con nít bây giờ thôi. Có điều gì em không thích ở người bạn trai? Uống rượu bia hay là hút thuốc quá nhiều. Anh kia có rượu bia nhiều không? Khoảng 6-7 chai vậy. Ít quá ha. Rồi bây giờ có cái gì không thích ở người bạn trai nữa không? Phải tôn trọng người khác, phải lắng nghe những gì người ta nói rồi mình mới có ý kiến. Và đặc biệt là người đó phải có chính kiến, không có kiểu sống mà giống như ai nói gì thì nên lấy. Mà phải đó. Dạ đúng rồi. Ăn mặc thì không màu sắc quá sặc sỡ. Khó quá vậy, hồi nãy phải kêu chỉnh chu gọn gàng là được. Nhưng rồi. Nhưng mà màu sắc sặc sỡ. Thời khó tính đấy cô gái. Miễn đẹp thôi chứ. Trời ơi, bữa nay tôi đỏ, tôi chìm muốn chết luôn mà. Chị khác còn. Dạ chào chị. Rồi chào em. Ủa nãy giờ nghe cô này cũng khó quá trời vậy mà cũng cứ cười thôi. À cười suốt rồi đó. Sao bây giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ cũng muốn rồi chị. Rồi giờ lấy vợ về có làm dâu không em? Hai chồng mình lập nghiệp mình sống ở đâu? Sống ở thành phố chị. Còn nhiều Tết hay là lễ gì mình về có thể về quê làm dâu cũng được. Có cái điều gì mà em đặc biệt em không thích, em tối kỵ ở bạn nữ không?
Ví dụ như bạn nữ thì đừng có nhậu nhẹt gì. Trời ơi, có đâu, bên này người ta ghét đàn ông nhậu gái nhẹt. Gái đầu nhậu. Ừ, có đâu. Ghen thì đừng có ghen quá chị. Ví dụ như em làm sale nhiều khi cũng đi tiếp xúc khách hàng chị, thì cũng đừng có ghen mà đừng có ghen nhiều quá được. Ừ, em có cái gì bậy bạ không? Dạ không chị. Có thích dòm gái đẹp rồi có thích cua người này ghẹo người kia không? Không chị, hồi xưa có giờ hết rồi chị. À, cao mét mấy? Thì mít 68 chị. Thôi vậy cũng được rồi, cặp này cũng hợp đó. Ô chào em gái xinh đẹp thế này mà sẽ khó như vậy. Em nói khó vậy thôi chứ thật ra cũng không khó lắm. Thích trai hơn gái? Trai gái thì đều được hết. Gì dễ, được rồi. Đó quan trọng bên phía nhà trai thôi chứ còn bên gái thì em chả có đúng quan trọng rồi. Để hỏi anh coi anh có yêu cầu gì không nha. Em thích trai hơn gái? Trai gái đều được anh. À, được rồi, bây giờ hỏi ý kiến người thân đi, hôm nay em có đi với ai không? À, hôm nay em đi cùng với anh trai. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh và chào tất cả khán giả trong phòng trường quay hôm nay. Chào em. Dạ, à, anh cũng thấy em thì cũng tính cũng thấy vui vẻ. Như hai đứa cưới nhau về thì em đừng có bắt em của anh làm dâu mà về mẹ chồng quá khó. Do chị ở nhà anh thì cha mẹ anh nó dễ. Đừng ăn nhậu quá nhiều, cũng đừng đi qua đêm. Đối với em của anh thì nó khó, nói khó chứ mà nó hiền. Thì em cũng dù em cũng hứa anh là dù như nhậu thì em cứ nhậu khoảng 6-7 chai rồi. À, thì 6-7 chai thì cũng được thôi chứ mà đừng có đi quá trớn, đừng có đi tầng 2, tầng 3, đừng có đi qua đêm mà được rồi. Dạ, thì em cũng nhậu xong rồi cũng về nhà anh cũng không có đi đâu tầng 2, tầng 3 bài bạ nhiều anh. Nói vậy thôi chứ lúc mà mình nói thì mình nói sao cũng được. Mình có đi cũng đâu ai biết đâu. Không, anh trai nó chân thành hứa vậy được rồi đó. Rồi, cảm ơn đàn anh. Trai đi với ai? Dạ em đi với anh trai anh. Vậy khỏe hai của hai anh hai bên hai anh nói chuyện nè. Xin chào anh Nguyên Linh và chị Cát Tường ạ. À, và chào các vị khán giả trên trường quay ạ. À, lúc đó chưa biết anh là anh của bên đàn trai. Khi cái anh bên nhà gái anh yêu cầu mà đi nhậu mà đồng đi qua đêm mà bên này trả lời là nhậu có 6-7 chai, anh cười, anh khoái chí, anh cười dữ lắm, là anh cười đó ý gì vậy anh? Anh dòn em nói thiệt quá chị ơi. À, nói 6 chai nhưng mà mình nhói nhậu con chai thôi, hai chai thôi. À, mình phải nhẹm bớt đúng không? Thiệt tình quá, bậy ghê luôn. Rồi, anh thấy anh nhận xét tương lai thế nào? Chung cho anh hỏi là quán Ngãi mà ở huyện nào với em? Dạ em ở huyện Đức Phổ. Đức Phổ em. Đức Phổ với là nói nếu là gần luôn á. Chung anh Bình Định nha, Bồng Sơn Tam Quan qua khỏi đèo đèo Bình Đê là tới Sa Huỳnh là tới Đức Phổ luôn đó. Chung là có cách nhau khoảng là mấy chục cây thôi. À, dạ. Anh bên kia anh của em cũng hỏi là có làm dâu không, yên tâm đi. Chung gia đình anh không làm dâu. Dạ, người ta nói là quyền huynh thế phụ. Bây giờ đây có hai ông anh đây coi như là thế cha đi ha. Giờ hai bên đàn trai đàn gái mình nói chuyện nhau vài câu. Rồi tới bắt tay nhau các ơi. Cũng người ở miền Trung mình cũng hay khó tính lắm. Em sợ là về sau khó tính với em gái em quá. Em không ưng vậy. Chung anh an tâm đi. Chung anh đang nhiêu tuổi rồi? Dạ mới có 36 tuổi. 36 tuổi anh lớn em rồi đó. Chúc mừng hai. Bây giờ có dịp chừng nào có đám cưới rồi hai anh em mình nhậu. Cũng nhậu đi. Chúng ta kéo màn lên cho đôi trẻ gặp mặt đi nào. À, lần đầu tiên gặp anh thì em có cảm nhận thế nào? Nói chung là em thấy anh cũng được. Thật ra thì em cũng không có đến mức khó tính gì lắm. Nhưng mà trong cuộc sống là có những cái điều mà cần phải biết quan tâm chia sẻ với nhau. Ví dụ khi mà đi chơi hay là đi đâu thì phải nói cho người nhà một tiếng để người ta biết được là mình đang ở đâu, để người ta không phải lo lắng thôi, chứ cũng không phải là em kiểm soát hết. À, cái đó thì anh làm được. À, thì em làm đi, chắc giờ hành chính là tối có làm thêm gì nữa không? À, em làm giờ hành chính nhưng thật ra công việc thì nó cũng khá nhiều cho nên hay về trễ. Em trai thấy bạn gái thế nào nãy giờ ngồi nghe cười hoài đó, giờ cảm nhận đi. Bạn nữ thì giờ cũng được nhưng mà em thấy nói chuyện cũng đâu có khó tính gì lắm thôi. Nói chung là nói với hành động nó không giống nhau chứ. Cười hoài vậy thôi, hát bài hay gì tặng bạn gái ngày đầu tiên gặp mặt đi, ông cười riết gì? Lần đầu tiên gặp bạn gái em xin hát bài tặng bạn gái bài Về Quê Ngoại. Rồi Về Quê Ngoại, dắt về quê nội, Về Quê Ngoại chi trời. Anh xin mời em đi về quê ngồi một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài ru bồi ngồi, bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Bạn gái có hát đáp lại không? Em hát thì cũng được nhưng mà không có được hay cho lắm. Thì em cũng gửi tặng mọi người bài Tình Thấm Duyên Quê. À, hợp quá. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha. Những mẹ già ngồi trong tre đùa xóm dưới, run run môi cười như thuở còn đôi mươi. Rồi, được rồi. Ha, bây giờ mình nói chút xíu về tương lai đi bạn.
hai đứa hẹn hò được thì có thể là cuối năm hoặc là sang năm mình sang năm, bởi vì hai đứa cô chắc cũng lớn tuổi rồi. Ba thì em cũng chưa nghĩ mình lớn tuổi lắm. Có thể tìm hiểu nhau trong khoảng thời gian 6 tháng đến 1 năm hoặc có thể hơn tùy. Thì với lại dự định là sẽ lập nghiệp ở trong thành phố, bởi vì thực tế về quê thì cũng không có điều kiện để phát triển cho lắm. Thì anh cũng định ví dụ như là mình lập nghiệp ở thành phố luôn, còn nhiều như lễ Tết gì mình mới về quê mình mới thăm nhà thôi. Bởi vì hầu như anh chị của em đều ở trong này hết, chỉ có ba mẹ ở quê thôi. Quản lý kinh tế thì sao? Nói chuyện với bạn gái ta tập trung nhìn mặt bạn gái, cái nhìn ở đâu không mà cười hoài vậy trời. Nếu mà thì quản lý kinh tế thì bạn gái thì nữ thì sẽ giữ tiền, lương thì mình có thể đưa khoảng 80%, còn 20% mình có thể mình giữ để dù mình đi cà phê cà pháo bạn bè hay là giao lưu bạn bè. Bây giờ anh hỏi thật nha, bây giờ mình nói chuyện cô gái mình cảm nhận được trái tim mình có rung động chưa? Cũng hơi rung rung anh. Theo như suy nghĩ của em, bạn gái đạt được bao nhiêu phần trăm? 80%, 90% anh. Trời, vậy là quá nhiều rồi. Thật ra cảm nhận của em thì cũng chưa có rung động lắm. Nếu mà tính đến thời điểm bây giờ em 28 tuổi mà chưa có người yêu thì mức độ rung động của em nó không có nhiều giống người ta. Nếu mà đặt ra tiêu chuẩn thì anh nói cái đó là khoảng 70%. Rồi, hết thời gian. Bấm hay không là quyền của các bạn. Bấm để chúng ta tiến tới hôn nhân, không phải bấm để chúng ta vui với nhau, cười với nhau rồi đi về. 1 2 3 Hết thời gian. Em thật sự xin lỗi, nhưng mà bởi vì em không phải có cảm xúc nhiều cho lắm cho nên là Không cảm xúc thì không bấm. Không sao cả, anh nghĩ rằng là hàng triệu người đang xem và biết đâu có rất nhiều cô gái muốn bấm nút anh đấy. Anh đừng lo điều đó nha. Và cũng có nhiều người đang chờ để bấm nút em đấy. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rồi, cảm ơn hai bạn. Rồi.